Vâng, em xin chào quý vị. Hôm nay thì là bên em sẽ tiến hành test cái con đẩy liền vang Komi K450E này chuyển đi cho anh khách ở Triệu Sơn Thanh Hóa nhá. Này, bây giờ bên em sẽ đập hộp cái con này ra để test và chuyển đi cho anh. Những cái trường hợp tất cả những trường hợp khách hàng chuyển sai như này thì bên em đều sẽ phải bỏ ra và kiểm tra hàng trước khi chuyển đi để đảm bảo là hàng đến tay khách hàng nó được hoạt động bình thường, để không tránh cái trường hợp nhiều khi là nhỡ đâu đấy đen gặp phải con nó lại lỗi, thằng khách ở xa thì phải đổi đi đổi lại, nó mất thời gian của khách và của bên mình luôn. Đấy, ok nhé, bây giờ thì bạn Thọ bạn sẽ bóc cái này ra đấy, và em sẽ tiến hành đấy, tiến hành test. Để kéo được bằng cái kim này. Đây nha, vỏ thùng ở bên ngoài đã nhìn này, nó còn nguyên nhá. À, nguyên hết nhá. Bây giờ bắt đầu bỏ ra này. Đấy, bây giờ bắt đầu bọc kim nhá. Ok. Đấy. Đó. Hàng đây là sẽ đều có ấy hết các anh nhé, đều có phiếu hành ở đây nhé. Cái phiếu hành này thực ra thì nó cũng có để cho các anh yên tâm thôi, còn đầu thực tế ra là lấy cái ấy cắt luôn cái băng dính kia. Còn đầu thực tế ra là sẽ ở trên cái con đẩy này nó sẽ có cái tem để kích hoạt bảo điện tử, các anh kích hoạt điện tử cho em nhé. Đấy. Và để đảm bảo quyền lợi khách hàng thì là bên em sẽ có cả tem của bên em, để em nơi mốc vào đây đã tí nữa, sau khi bóc ra đây em sẽ dán thêm cái tem mới ốp vào đây để ghi cái ngày bạn mua hàng vào đây, và em dán ốp vào đây bảo hành 1 năm chính hãng nhé. Đấy. Và cái kích hoạt bảo hành điện tử ở trên trên tem nhé. Đấy, các anh nhìn này. Đấy. Đẩy nhá. Đấy, hàng vừa mới bóc hùng luôn nhá. Đấy, nguyên tài nhá. Nguyên tem nguyên kiện đây. Đấy. Em cắm cái dây nguồn vào đi. Đấy. Và các anh nhìn này. Đó nhá. Đấy, mặt mũi của con đẩy K450E đây. Cái này nó là cái ni lông để đấy này, về anh bỏ cái ni lông ra sau nhé. Còn đây tem này, tem quét bảo điện tử trên đây nhá, tem bảo hành điện tử thì ngãng này đây, thì hãy kích hoạt điện tử bằng cách là nhắn tin theo cú pháp trên đây nhé. Ngoài ra để đảm bảo cái quyền lợi khách hàng thì bên em sẽ dán thêm cái tem của Nguyên Vũ Audio vào bên sườn máy đây. Đấy, để tránh nhiều khi trường hợp khách hàng là về các anh không biết cách kích hoạt điện tử. Đấy, hoặc là tránh cái trường hợp là lợi dụng cái kích hoạt điện tử để trục lợi. Đấy, cụ thể ở đây là gì? Mua hàng về xong dùng chán chê, có khi cả 2 3 tháng, 5 6 tháng, có khi cả cả năm rời rồi.
thì bắt đầu để có lỗi thì bắt đầu mới mang kết quả điện tử để gọi là lúc đấy bắt đầu tính tính bảo hành để được thêm bảo hành. Thế những trường hợp đấy thì bên Comi họ sẽ nhìn căn cứ theo cả tem của nhà sản của nhà đại lý để bán hàng ra để xem căn cứ, không thể nào mà chỉ mỗi căn cứ mỗi cái này được vì đôi khi sẽ bị khách hàng trục lợi. Đấy. Nên ở đây là đảm bảo cho cả quyền lợi của khách hàng và đảm bảo cả quyền lợi của người bán và người mua, đảm bảo cả quyền lợi cho cả hãng bảo hành nữa. Đấy thì là sẽ có tem của đại lý dán được như thế nhá. Đấy. Đấy thì bây giờ bạn họ đang đấu vào các vế này. Đấy thì anh nhìn ở đây có speaker này. A này. Raya này, Rai B này, nép A, nép B, nép A này thì các anh đấu thì phải đấu vào Raya này, nép nép A nhé. Một đôi còn lại đấu vào Rai B, nép B nhé. Đấy, ok chưa? Đấy, chờ tí hình như là nó hơi bị mở cái camera. Ok, rõ nét rồi. Đấy, bây giờ nó đỡ mờ mờ hơn nhiều. Đấy nhá, thì đây. Đấy, bạn Thọ đã kết nối nguồn điện xong này. Bây giờ điện đã lên. Đấy. Bây giờ đang ở đường AUX này thì em cắm luôn đường AUX và em thử nhạc cho anh luôn. Đường AUX 1, à đây AUX 2 nhá, thì anh ấn input ở đây này, chuyển này. Cho các đường vào USB này rồi là Bluetooth này, OBT này nhá. AUX 1, AUX 2 nhá thì là bây giờ bạn Thọ sẽ cắm cái đường vào cái đường là AUX 1 để bạn thử đường vào đường điện thoại ra nhá. Đấy. Điện thoại đang kết nối rồi, ok này, rồi vặn nhạc lên thôi. Dặn dò thêm lần cuối, xanh đêm cho bay em, lưu bút thì phải được anh mượn cái tô vít để xem hai cái bên bán ngày lành hôm sau, 29 xe màu chờ đám cưới cô dâu cài hoa trắng sang cầu đây nhá. Ở trên đây là sẽ có các cái nút để các anh chỉnh bass test và các thứ nhá. Đấy thì em đang để mặc định S, anh về anh tự chỉnh nhá, còn em sẽ test hai vế này. Đấy, vế bên phải đây đã có tiếng này, vế bên trái nhá. Đều có tiếng đúng không? Vế bên phải lại này. Nhá. Và bây giờ trở về giữa này. Đấy như vậy là cái đường điện thoại là sẽ ok nhá. Đấy, tiếp theo ở đây là em sẽ test là cái đường Bluetooth này. Muốn chuyển Bluetooth thì mình ấn input nhanh là Bluetooth T ở đây. Đấy, nó sẽ chuyển sang Bluetooth. Đấy và lúc này mình sẽ cần kết nối lần đầu vào Bluetooth bằng cách là đây, mở Bluetooth lên này. Đấy. Clip này em xin phép là test kỹ kỹ một tí để hướng dẫn luôn. Đấy. Cho những khách hàng nào chưa biết đấy thì nó sẽ hiện lên một cái Bluetooth tên là Komi. Đấy, các bạn canh kích vào đấy. Đó. Đã kết nối Bluetooth. Xịn chưa? Việt hóa hoàn toàn luôn nhá. Đấy. Hàng của em nó khác hẳn luôn. Đấy, hàng của em design bởi Korea nó khác hẳn luôn. Đấy. Nó không như một số các cái dòng kiểu như hàng của bên bên công nghệ kiểu Đài Loan này, nó vẫn còn xì xồ bằng tiếng Trung Quốc luôn đấy nhá. Đời anh Đấy thì các anh lần đầu kết nối Bluetooth này, các anh lưu ý này, thì điện thoại thường nó sẽ nhỏ, nó sẽ để âm lượng nhỏ đi, anh thì anh đã sẽ tăng âm lượng lên thương nhá. càng thương Đấy. thương đôi môi đầy lửa sống, thương tia mắt rạo rạt sống, tuổi ngọc xuân son nếp ngả khuôn trắng vì đừng quá. When it comes to your child's health, it's not enough to just double check. As mom, em cao vút trường sơn, ngậm em ước mong gì hơn? Cho anh bông hồng còn thắm, cho anh trái ngọt vườn thắm, và còn cho nữa tiếng ru trẻ. Quang đây, đường quang cắm để test đường quang cho anh nhá. Dặn dò thêm lần cuối.
xong thì nó sẽ là đường fiber ở đây. Đấy. Đường fiber optical ở đây. Đấy. Anh nhìn dây quang nó sáng nhá. Đấy. Đấy, thì sau khi cắm đường quang xong này thì mình sẽ chuyển đường quang bằng cách như sau. Lưu ý cho em là khi chuyển các đường vào với nhau thì nên vặn nhỏ tiếng xuống nha, để tránh trường hợp là các đường vào nó bị ấy nhá, nó bị to nhỏ khác nhau, nó gây giật mình. Đấy. Đây muốn chuyển sang optical là input này, chuyển sang OPT in là được. Đấy, anh nhìn không, nếu không phải OPT nó xong một tiếng nha. Đấy, đấy chưa, OPT này, OPT này, anh thấy không? Đấy nhá. Đấy, bây giờ là nhạc đang dừng rồi này, thấy chưa? Ở đây là nhạc của đường quang nhá. Đây đường quang đây. Ui giời. Nhạc đường quang đây nhá. À. Đấy, đang power này. Play này. Thấy chưa? Power lại này. Power lại mất tiếng bởi vì mình đang được tạm dừng không cho tiếng ra mà. Play này. Đấy nhá. Đây nhá, để tránh trường hợp nhiều khi là về để còn các anh còn bảo là test một con chuyển con nhá, thì đây series của cái trên cái tem này H74B nhá. Đường quang các thứ là chạy hết rồi này. Bây giờ là sẽ đến là test mic nhá. Thường thì các cái này là bên em sẽ gửi Zalo cho khách thôi, nhưng mà cái này khả năng là video nó dài quá chắc phải gửi ấy thôi. Chắc là phải gửi qua YouTube 1267 đấy nhá, đợi các anh này, 1277 721 đấy nhá, để chất vàng nó còn nguyên này, 12 tất cả em sẽ để hết mặc định là cho các anh về các anh tự chỉnh nhá, em sẽ không can thiệp ở đây, về các anh sẽ tự chỉnh thêm các giá trị delay repeat, có thể là giảm bớt repeat, có thể là tăng thêm delay, giảm đi nay tăng đi bit gì đó cho nó phù hợp với cả không gian phòng của anh nhá, và ở đây cái phần echo effect này có thể để nâng nam mid 2 lên cho nó hợp lý hơn, nó mic tông những thứ này tùy theo cái bộ mic của chúng ta nữa, chúng ta nâng hạ sao cho nó phù hợp nhá. Em sẽ để nguyên như này, các anh về các anh tự can thiệp, ví dụ mic tông ở đây mình muốn có thể là nâng thêm một tí cho nó dày tiếng lên này, mid tông thì có thể hạ bớt xuống để cho dày mid nó gọn hơn này, giải đời gọn hơn, và chép có thể hạ xuống một tí để cho cái giải nó không bị quá thừa chép này. Thế như giọng em giờ đang thừa chép nên nếu như về em thì em giảm chép đi đầu tiên đã nhá. Còn với các anh tùy các anh nhá. Gió về thì là về miền xuôi, anh em nước lớn nước sông, để em qua sông qua suối thăm chồng. Mẹ hát còn sai không? Bằng lòng đi em về với quê anh, một cù lao xanh, một dòng sông xanh. Đấy nhá, họ vang biết theo kế hết nhá. Đấy thì đấy là con đẩy liền vang Comica 450E anh em, là test xong cho anh khách ở Triệu Sơn Thanh Hóa. Đấy thì bác nào cần mua con đẩy liền vang này thì hãy liên hệ cho bên em theo số điện thoại là 0966594581, là địa chỉ cửa hàng ở tại số 57 phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội nha. Và giá con này hiện tại đang là 5.390.000 đồng, 5.890 là được giảm giá còn 5.390.000 đồng nhé, được giảm giá 500, anh nào mua liên hệ sớm nhé. Ok, em xin chào các anh.